Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá xe ô tô. Tôi là Trần Đức Bền, kỹ sư ô tô, đại diện bán hàng Toyota Mỹ Đình. Thưa quý vị và các bạn, ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc xe Toyota Camry 2.5Q phiên bản Lexus, một phiên bản hết sức đặc biệt của Camry, Toyota Camry 2.5Q. Và hôm nay tôi xin phép được review chi tiết chiếc xe cho quý vị và các bạn, những ưu nhược điểm cũng như những tính năng công nghệ hiện đại được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry 2018-2019. Phần đầu tiên tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn về cụm đèn trước được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry 2.5Q. Cụm đèn trước được trang bị trên chiếc xe Camry thì được trang bị công nghệ khá hiện đại và rất là mới mẻ. Khác với những phiên bản trước thì được trang bị gồm hai bóng, một bóng pha và một bóng cốt. Tức là bóng cốt là bóng chiếu gần. Nhưng mà đến phiên bản 2018-2019 này thì đã được trang bị những hai cái bóng cốt, tức là hai bóng chiếu gần, mà bóng chiếu gần dạng bóng chiếu projector, cũng như là kết hợp với lại cái công nghệ chiếu dạng bóng LED đấy, giúp cho quý vị các bạn có những cái chùm sáng rất là trắng, tức là chùm sáng trắng rất là nhìn quan sát rất là dễ dàng, và có những cái chùm sáng song song để quan sát cực kỳ dễ dàng. Bên cạnh đó thì cái công nghệ LED này ấy, nó sẽ giúp cho chiếc xe cũng như giúp cho quý vị các bạn có thể tiết kiệm nhiên liệu rất là tuyệt vời. Phần thứ hai thì tôi giới thiệu đó chính là cái cụm cái đèn pha thì dạng bóng halogen và phản xạ đa hướng. Cái quan trọng hơn nữa, trên chiếc xe thì Toyota Camry 2.5Q đã được trang bị giải đèn LED. Đấy, có 4 bóng LED ạ, quý vị các bạn để ý nhé. 4 bóng LED. Đấy, giải đèn LED ban ngày. Việc trang bị giải đèn LED ban ngày này sẽ giúp cho những chiếc xe đi ngược chiều có thể dễ dàng nhận ra xe của quý vị các bạn, giúp cho quý vị các bạn có thể lưu thông một cách an toàn hơn. Như quý vị và các bạn đã biết thì Toyota Camry 2.5Q phiên bản Lexus này còn được trang bị cái đây ạ. Quý vị các bạn có thể ý cái hốc hướng gió hình thang, gồm hai hình thang đối lập nhau. Thiết kế rất là khỏe khoắn và năng động. Cái thiết kế này có thể nói tương tự với lại thiết kế của chiếc xe Lexus, là một trong những chiếc xe sang trọng hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay. Toyota Camry 2.5Q phiên bản Lexus thì được trang bị những thanh nẹp mạ chrome từ trung tâm của xe kéo dài sang hai bên, với những đường gấp khúc rất là đẹp kéo dài sang hai bên, làm tăng vẻ sang trọng của chiếc xe. Toyota Camry 2.5Q phiên bản Lexus còn được trang bị hệ thống đèn bóng LED, hệ thống đèn LED, đèn sương mù dạng LED, vừa góp phần làm trang trí và tăng cái vẻ đẹp của chiếc xe, cũng như là giúp cho quý vị các bạn lưu thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, phần thân xe của Toyota Camry được thiết kế khá là năng động, với cái đường gân dập lổi kéo dài từ đèn trước đến thân xe và xuống tận hông xe và kết nối với lại cái cụm đèn hậu phía đằng sau, giúp cho chiếc xe Toyota Camry có một cái cảm giác rất là năng động như đang chuyển mình. Bên cạnh đó, Toyota Camry còn được trang bị gương chiếu hậu, chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ cùng màu thân xe, và còn có khả năng được mở rộng thị trường, cũng như khả năng cụp gương tự động. Việc trang bị cụp gương tự động này nó góp phần làm tăng cái vẻ sang trọng cho chiếc xe. Quý vị và các bạn hãy để ý cái phần mâm xe. Toyota Camry được trang bị mâm xe lớn 17 inch với na đăng đúc và có 5 chấu kép, và giúp cho chiếc xe khá là sang trọng và hiện đại. Thưa quý vị các bạn, tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn cái góc nhìn từ phía đằng sau của xe Toyota Camry 2.5Q phiên bản 2018-2019. Thì quý vị các bạn có thể để ý ạ. Vâng. Chiếc xe Toyota Camry được thiết kế với giải đèn hậu này, giải đèn LED này. Đấy, kéo dài từ cốp sau sang hông sau. Đấy, cùng với lại cái nẹp mạ chrome. Đấy, cái nẹp mạ chrome kéo dài. Đấy,
toàn bộ từ cốp sau ra hai đèn. Đấy, ra hai đèn. Cái điều này, cái thiết kế này giúp cho tăng vẻ khỏe khoắn và sang trọng trên chiếc xe. Một điểm mới nữa thì quý vị các bạn để ý, Toyota Camry 2.5Q còn được trang bị hai ống xả và khác hẳn với Camry 2.5G và 2.0E. Toyota Camry 2.5Q được trang bị những hai ống xả, đấy, hay còn gọi là ống xả kép. Đấy. Cái điều này thì sẽ làm cho chiếc xe có một cái cảm giác rất thể thao và sang trọng. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm những tính năng nổi bật trên chiếc xe cũng như không gian nội thất được thiết kế vô cùng sang trọng. Việc đầu tiên tôi xin được giới thiệu đó chính là cái chiếc Smart Key hay còn gọi là chìa khóa thông minh. Thì khác với những dòng xe khác, Toyota Camry chính xác được gọi là đẳng cấp hơn rất là nhiều. Với cái thiết kế Smart Key thì thay vì phải tra chìa khóa vào trong ổ đấy, hay phải bấm mở chìa khóa ra, thì chúng ta chỉ cần một cái chạm tay nhẹ vào đây ạ. Vâng, chạm tay nhẹ vào. Vâng ạ, chạm tay nhẹ vào tay nắm cửa Smart Chrome. Đấy, với cảm biến được trang bị trên tay nắm cửa sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể thao tác mở cửa, khóa cửa một cách rất linh hoạt và an toàn. Và chắc chắn rồi, thì trước khi nói về khoang nội thất trong xe cũng như những tính năng công nghệ thì chúng ta sẽ nói việc đầu tiên đó chính là cái vị trí người lái trên chiếc xe. Và trên mỗi chiếc xe thì cái vị trí người lái dường như là vị trí quan trọng nhất. Toyota Camry cũng thế. Vị trí người lái đây thì riêng ghế lái đã được trang bị ghế lái chỉnh điện và chỉnh điện 10 hướng. Đấy, quý vị các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lên xuống, vâng, ra vào ghế ạ, lên xuống ghế ạ, ra vào ghế, lên xuống. Đấy. Đấy. Thậm chí là có thể điều chỉnh được cái độ dày đấy, của mặt ghế. Đấy. Đấy. Và độ ngả của lưng ghế đấy ạ. Vâng, quý vị các bạn để ý nhá. Đấy, để độ ngả lưng ghế ạ. Vâng, rất hiện đại. Bên cạnh đó thì đối với lại mỗi người lái thông thường, quý vị các bạn đi xa thì chắc chắn là toàn bộ trọng lượng trên cơ thể sẽ dồn vào cái sống lưng của quý vị các bạn. Thì Toyota Camry với vị trí ghế lái đã được trang bị cái điều chỉnh cái độ phồng của lưng ghế. Đấy, giúp cho cái lưng ghế này có thể dễ dàng đỡ được cái cột sống của chúng ta và giúp cho chúng ta giải phóng được những cái lực tác động từ phía cơ thể dồn lên cột sống và giúp cho quý vị các bạn ngồi xe cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn và lái xe an toàn hơn. Bên cạnh đó thì Toyota Camry còn được trang bị cái chức năng nhớ vị trí lái. Đấy, với khả năng nhớ được hai vị trí lái là ghế số 1 và ghế số 2. Thì các bản chất vị trí lái này thì nó bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là vô lăng lái, cái vị trí của vô lăng lái. Thứ hai là vị trí của ghế và thứ ba là vị trí của gương chiếu hậu. Và chỉ cần một nút ấn đơn giản, ví dụ như nút set này chẳng hạn, là chúng ta có thể dễ dàng đặt được cái vị trí ghế, vị trí lái của mình như mong muốn. Đấy, và rất đơn giản thôi. Khi chúng ta lên xe, chúng ta chỉ ấn vị trí ghế số 1 hay vị trí ghế số 2 là chúng ta đã tìm được một cái vị trí ghế như mong muốn và thoải mái nhất. Điều thứ hai trong khoang nội thất thì tôi muốn nói đến đó chính là cái công tắc này. Công tắc này đây. Đấy, trên cái công tắc đèn pha cốt này, quý vị có thể cảm nhận một cách rất là dễ dàng. Toyota Camry còn được trang bị cái hệ thống đèn. Đấy, cái đèn trước được chỉnh auto, tức là chỉnh tự động. Đấy, hay còn gọi là Toyota Camry còn được trang bị cái chế độ tự động bật tắt đèn pha. Ví dụ như là bật khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng. Điều này sẽ giúp cho quý vị các bạn lưu thông an toàn hơn cũng như tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cái tính năng công nghệ thứ ba tôi muốn nói đến đó chính là cái vô lăng này. Cái vô lăng lái của Toyota Camry được trang bị đó chính là vô lăng lái đa nhiệm. Tức là ngoài cái nhiệm vụ lái xe ra, đúng không ạ? Vô lăng có thể chỉnh điện được ạ. Và chỉnh điện rất nhiều hướng.
quý vị các bạn nhé. Chỉnh điện 4 hướng này. Đấy, chỉnh điện đường 4 hướng này. Đấy. Lên xuống ạ. Đấy. Rất hiện đại. Cái vô lăng lái này gọi là vô lăng lái đa nhiệm, với việc tích hợp rất nhiều những phím bấm được trang bị trên vô lăng. Ví dụ như phím điều chỉnh âm thanh, phím điều chỉnh kênh, phím điều chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin, phím nghe gọi điện thoại. Đấy. Bên cạnh đó, trên vô lăng lái còn được tích hợp một cái rất hiện đại, đó chính là lẫy chuyển số được trang bị trên vô lăng. Đấy. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cấp số được trang bị trên vô lăng. Ví dụ như tăng số này. Đấy, bên tay phải tôi đây chính là tăng số, và bên tay trái của tôi chính là giảm cấp số. Đấy. Khi quý vị các bạn cần đi những cung đường vượt dốc cao, đấy, cần đi số thấp thì chúng ta sẽ giảm số xuống, và đi ở tốc độ đường cao, đường khô ráo, đường cao tốc chúng ta sẽ tăng số lên. Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? Thứ tư, ở trong khoang nội thất xe thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn, đó chính là cái màn hình hiển thị đa thông tin. Đấy. Đó chính là màn hình hiển thị đa thông tin được trang bị màn hình Optizone. Đấy. Với cái màu sắc này tương phản, nhìn rất là rõ nét. Đấy. Giúp quý vị các bạn có rất nhiều những thông tin bổ ích khi chúng ta lái xe. Và tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là hệ thống điều hòa được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry 2.5Q. Điều hòa được trang bị trên Toyota Camry 2.5Q là điều hòa tự động. Quý vị và các bạn để ý, điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Khác hẳn với Toyota Camry 2.0e và các phiên bản khác thì chủ yếu là một vùng độc lập và hai vùng độc lập thôi, thì Toyota Camry 2.5Q đã được trang bị những 3 vùng độc lập. Tức là cái vị trí của người lái có thể có nhiệt độ khác với vị trí của người ngồi bên phụ, và vị trí khác hẳn với nhiệt độ của hành khách ngồi phía sau. Đấy. Ví dụ đơn giản ạ, tôi là người lái xe và sếp tôi ngồi đằng sau, đúng không ạ? Cái nhiệt độ của chúng tôi yêu cầu là khác so với sếp tôi, đúng không ạ? Và sếp tôi có thể dễ dàng điều chỉnh được một cách đơn giản. Lát nữa tôi sẽ nói ở phần tiếp theo. Đấy. Nhưng ở phần điều hòa này, đấy quý vị các bạn có thể ý nhé, điều hòa 3 vùng độc lập. Đấy, quý vị các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được nhiệt độ ạ, và tốc độ gió ạ, và chế độ cửa gió. Đấy, một cách vô cùng linh hoạt và dễ dàng. Bên cạnh đó thì Toyota Camry 2.5Q còn được trang bị màn hình cảm ứng DVD 7 inch. Với cái việc thiết kế màn hình cảm ứng này có rất nhiều những thông tin. Đấy, quý vị các bạn có thể truy cập được. Ví dụ đơn giản nhé, chúng ta có thể tìm hiểu được về cài đặt được một số những ứng dụng của xe ở cái phần vehicle, hay chúng ta có thể được sử dụng đầu đĩa DVD. Đấy. Và chúng ta có thể kết nối Bluetooth và có thể nghe gọi điện thoại một cách rất là dễ dàng. Bên cạnh đó chúng ta đương nhiên rồi, chúng ta sẽ nghe được đài tiếng nói Việt Nam, cái kênh AM, FM, nghe VOV giao thông một cách rất là dễ dàng và tiện dụng. Về phần DVD và phần điều hòa, chúng tôi sẽ có hẳn một clip để hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách sử dụng, làm thế nào để có thể vận hành tối ưu và làm thế nào sử dụng dễ dàng nhất. Quý vị các bạn cùng trải nghiệm khoang nội thất trong xe từ hàng ghế phía đằng sau. Cái hàng ghế phía đằng sau thì được đánh giá là một trong những hàng ghế khoang nội thất rộng rãi nhất trong tất cả những xe cùng phân khúc. Quý vị các bạn để ý, tôi là một người cao 1m75, đúng không ạ? Tôi sẽ có nhu cầu là gì? Kéo người ra hết cỡ ra phía trước, đúng không ạ? Cho thoải mái, đúng không ạ? Hay đẩy cao người lên hết cỡ ở phía trong, phía sau, để có thể quan sát dễ dàng hơn. Đấy, để có thể quan sát dễ dàng hơn, tôi phải cảm thấy thoải mái khi tôi ngồi trong xe, đúng không ạ? Và cái việc đấy, đối với Camry tôi đã làm được, bởi vì cái không gian còn rất là rộng rãi, còn hơn 20cm nữa thì mới đến đầu gối của tôi, đúng không ạ? Và phía bên trên này đấy, cũng còn rất là rộng rãi, còn những 7cm nữa, rất thoải mái và rộng rãi. Và cho những ông chủ ấy, thì ông chủ thường có rất nhiều những quyền điều hành, đúng không ạ? Khi ngồi ghế phía đằng sau thì
thì ông chủ đấy có quyền là gì ạ? Có thể điều chỉnh được hàng ghế phía đằng sau, đúng không ạ? Đúng ngả đấy ạ. Đấy, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Rất là thoải mái, đúng không ạ? Đấy, bên cạnh đó còn điều chỉnh được cái gì ạ? Điều chỉnh được âm lượng, đấy, được đầu DVD phát trên xe, đúng không ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ điều hòa ở vùng phía đằng sau. Đây ạ, đây chính là điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đấy ạ. Đấy, tùy theo cái nhu cầu mong muốn của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ điều hòa một cách rất là mong muốn, đúng không ạ? Xe Camry khá là hiện đại. Chúng ta điều chỉnh cái rèm che nắng đằng sau bằng điện nhá. Chỉnh điện này. Đấy, rất hiện đại đúng không ạ? Khác hẳn với những dòng xe cùng phân khúc, ví dụ như Mazda 6 hay Ford Mondeo hay Nissan Terna, thì Toyota Camry có một cái ưu việt rất là lớn. Đó là gì ạ? Toyota thiết kế cho những ông chủ ngồi phía đằng sau này, đấy, có thể điều chỉnh được hàng ghế phía đằng trước mà những dòng xe khác không có. Đấy, tôi có thể dễ dàng điều chỉnh được hàng ghế phía đằng trước thông qua một cái, đây ạ, một cái công tắc bằng điện đấy ạ. Và quý vị các bạn để ý nhá, tôi có thể điều chỉnh được cái ghế trước ạ. Đấy, một cách dễ dàng, không cần phải nhờ đến anh lái xe, đúng không ạ? Tự tôi làm thì tôi vẫn sướng hơn nhiều, đúng không ạ? Vâng, rất đơn giản và rất hiệu quả, đúng không ạ? Đây, bởi vì sao? Toyota Camry được thiết kế dành cho những lãnh đạo công ty, những ông chủ. Đấy, một lái xe ngồi phía trước và những ông chủ thông thường họ sẽ ngồi phía sau, đúng không ạ? Và họ có quyền là gì? Họ có quyền điều chỉnh mọi thứ mà họ muốn. Chúng ta có thể nói đến về hệ thống vận hành được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry 2.5Q. Camry 2.5Q thì được trang bị động cơ 2.5 lít với 4 xi lanh thẳng hàng động cơ xăng và được tích hợp công nghệ điều phối van biến thiên thông minh kép điều VVTi cho công suất rất là lớn, cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hết sức tối ưu. Bên cạnh đó thì Toyota Camry được trang bị hộp số tự động 6 cấp với kết hợp với lại 6 số thể thao và cái lẫy chuyển số trên vô lăng giúp cho quý vị các bạn có những cảm giác tuyệt vời khi chúng ta lưu thông trên những cung đường khác nhau. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, Toyota Camry được thiết kế với cái hệ thống an toàn hết sức tối ưu, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của tổ chức đánh giá an toàn ASEAN NCAP. Đấy, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Toyota Camry được trang bị hàng loạt những hệ thống an toàn, ví dụ như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống ổn định thân xe VSC hay gọi là cân bằng điện tử, hệ thống phanh khẩn cấp ABS cũng như 7 túi khí. Với việc trang bị cái hệ thống an toàn này giúp cho quý vị các bạn lưu thông một cách an toàn hơn, yên tâm hơn trên mỗi cung đường. Quý vị các bạn vừa trải nghiệm Toyota Camry 2.5Q 2018-2019 phiên bản đặc biệt bản Lexus. Quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu chiếc xe này, vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Hãy ấn like hoặc đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị các bạn nhiều hơn nữa. Xin được chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.